Hello mọi người, lại là mình đây, chào anh nè, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Này sẽ là một video có nội dung khá là nhạy cảm với nhiều người, cho nên nhìn tiêu đề của cái video thì các bạn nào mà thấy nó nhạy cảm quá thì có thể nét sang và xem những video khác. Còn nếu bạn nào mà thấy là cần thiết và cũng đang tìm hiểu về vấn đề này thì mau chóng xem nhé. Tại vì đây cũng là trải nghiệm lần đầu của mình thôi và mình nghĩ sẽ rất là hay ho để cùng chia sẻ cho các bạn nào cũng quan tâm giống như mình. Rồi và bây giờ trước màn hình sẽ là những bạn thực sự quan tâm và cũng đang cần biết về cái việc là tẩy lông, triệt lông và tại sao chúng ta cần phải triệt lông, thì hãy cùng tâm sự với mình nhé. Đầu tiên cần phải nói luôn là trong suốt 20 mấy năm cuộc đời của mình chưa bao giờ xem cái việc là con gái lông lá là một cái việc gì đó quá là to tát. Đối với mình ấy thì nó là chuyện bình thường, con gái con trai thì cũng như nhau thôi. Nhưng mà chả hiểu sao giống như là đến một cái độ tuổi mọi người ạ, thì tự nhiên lại thấy ghen tị với những bạn nữ mà có làn da kiểu láng mịn rồi tay chân nó sạch sẽ không hề lông lá, nói chung là mịn mà mượt mà ấy. Mịn màng. Thì tự nhiên mình lại nghĩ đến cái chuyện là hay là mình wax nhở, hay là mình cạo, hay là mình triệt lông. Đối với vùng nách thì chắc chắn là cái việc này bạn nữ nào cũng làm rồi. Nhưng mà những vùng khác như là tay, chân hay là bikini thì sao? Thì dạo gần đây thì mình mới nghĩ tới thôi. Và cái người cho mình cái động lực này đó chính là Thảo. Nếu mà các bạn xem video mình thì Thảo cũng đã từng xuất hiện rồi, đó là người bạn thân của mình. Trời ơi, mấy bạn, các bạn phải xem cái cảnh hoạt cảnh mà nó nói với mình là trời ơi mày phải triệt lông. Có dài quá không ta? Thì mình nghĩ là cái vấn đề thẩm mỹ chính là cái nguyên nhân quan trọng nhất, lớn nhất mà nhiều bạn quyết định nghĩ đến cái việc là triệt lông. Tiếp theo thì những vùng nào mà các bạn nghĩ là các bạn cần tẩy lông, thì theo quan điểm của mỗi người nhé, thì những cái vùng này chúng ta có thể tẩy lông, triệt lông nè, là mặt, tay, chân, nách, bikini là những vùng mà chúng ta nghĩ cái việc là có thể triệt lông. Mặt ấy thì có nhiều ý kiến có nên làm hay là không, nhưng mà cái vùng lông trên da mặt ấy thì nó rất là mỏng, trừ cái vùng mép này nè. Có nhiều bạn nữ thì có cái vùng ria ở mép nó dày hơn, thì các bạn có thể nghĩ cái việc tẩy lông cũng được. Và thứ hai đó chính là nách, cũng là cái mà mình nghĩ là các bạn nghĩ đến việc triệt lông thì triệt lông nách là nhiều nhất rồi. Và tay chân thì tùy mọi người là tay chân lông cái phần này có nhiều hay không, thì nghĩ đến cái việc tẩy lông thì là tùy mỗi người. Còn cái phần mà mọi người có thể nói là ngại ngùng nhất, e dè nhất, đó chính là bikini, đúng không? Và thực sự cái lúc mà triệt lông thì mình cũng suy nghĩ rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ thì bắt đầu vào cái hành trình mà mình đi triệt lông nhé. Thì mình đi triệt lông ở đâu? ACA Beauty Spa. Trời ơi, nãy giờ đi trên đường rất là kiểu hồi hộp với mọi người. Tại vì thực ra cái chuyện này chưa bao giờ làm một lần trong đời luôn á, cho nên là cũng khá là hồi hộp. Mà cho nên vì hồi hộp cho nên là quyết định đi cái chỗ mà bạn mình đã từng làm rồi thì nó yên tâm hơn một chút. Nghe bảo là cái spa này nó nằm ở cư xá Trung Văn Anh, bây giờ thì mình đang đi tìm cái chỗ đó. Nó là đường số 5 nhưng mà sao số lớn dữ vậy chị? Đường ở đây nó hơi rắc rối một chút, sợ nhất là đi tìm mấy cái đường mà đường số mấy á. Đi vô thở nè. Trước giờ là em đã từng đi triệt lông ở một cái spa nào chưa? Chưa. Đã từng là đi wax lông bằng những cái biện pháp như là bằng gel hay là bằng sáp hay gì chưa? Làm ở nhà. Bằng em... ý là mấy cái mà gel mua ở siêu thị á. Xong rồi về tự quá thôi, nhưng mà nó cũng nhanh, nó cũng lên lại á. Cho nên là em quyết định là đến đây triệt lông đúng không? Là xưa là em đã nghe ai giới thiệu về cái công nghệ triệt lông ở bên chị chưa? Thảo. Là Thảo giới thiệu đúng không? Thì chị cũng nói sơ một chút á, là bên chị là dùng cái công nghệ triệt lông bằng IPL. Đó là một công nghệ triệt lông bằng ánh sáng. Thì cái ánh sáng này nó sẽ đi vô da và nó chuyển hóa cái ánh sáng lên nhiệt để đốt những cái lăn lông ở bên trong da của em đi. Thì sẽ làm suy yếu cái lăn lông của em. Thì cái này nó có một cái hay ho, đó là em không có bị đau rát hay là mất thời gian trong cái việc mà em phải thoa lên người xong phải lau chùi gì đó. Và tiếp theo nữa đó là khi mà em làm cái này nè, thì em sẽ thấy là sau 4 tuần là da lông của em đã mỏng dần và sẽ mịn màng, một làn da mịn màng, nó không có kiểu lông dày cộm như mà khi mà em làm ở nhà. Thực ra thì em hay nghe nói là triệt lông vĩnh viễn, nhưng mà chị nói thẳng luôn á, là cái lông lăn lông trong cơ thể của mình á, thì là khi mà mình dùng triệt cái này nè thì dần dần nó sẽ làm cho lông mình nó mỏng dần đi, chứ nó không có dụng là sẽ mất toàn bộ sợi lông đi. Ví dụ như lông của em bình thường, da lông của em như thế này đúng không,
Nhưng mà sau một thời gian á thì nó sẽ mọng dần, nó sẽ không còn đen như thế này nữa. Mà nó sẽ thưa dần đi và nó mọng hơn thì da của em sẽ nhìn sẽ mướt hơn, trắng hơn. Chứ tại vì em hiểu lông trên cơ thể mình là để tiết bã nhờ mồ hôi đúng không? Nếu như mà trịt hẳn hay là hết đi hẳn thì sẽ cơ thể mình sẽ không thể tiết được những cái mồ hôi đó, thì cũng không nên, không tốt. Mà chắc chắn là không thể nào mà triệt lông hoàn toàn vĩnh viễn được. Người ta có cái ở một số spa khác á, thì người ta sẽ giới hạn số lần cho em. Nhưng mà đối với chị á, thì chị đối với chị thấy khách của chị thường xuyên đi á, thường từ 5 đến 10 tuần là tuần là mỗi tuần mình sẽ đến triệt, thì nó sẽ giảm đáng kể từ tuần thứ 6 trở đi rồi. Thì sau tuần thứ 6 trở đi là em có thể 2 tuần em đến một lần hoặc là 1 tháng em đến một lần cũng được. Đó là sau khi, nhưng mà thời gian đầu là mình phải chịu xiêm một chút, mình chịu khó một chút. Ở nhiều nơi thì mình biết là có cái quy trình gọi là wax, sẽ wax cái lông đi, hoàn toàn loại bỏ hết tất cả cái nang lông ở trong cái lỗ chân lông luôn. Nhưng mà ở đây thì sẽ là cạo đi thôi. Và trời ơi, mình nói cho mọi người nghe một cái chuyện, đó là khi mà mình cạo lông ấy thì tay và chân của mình á, đến mức mà cái chị giám đốc lúc đó là chị kiểu đi vào để xem tình hình thôi. Chị đó vừa vào nghe cái tiếng mà các chị nhân viên cạo lông cho mình, chị đó bảo là trời ơi, em uống ít nước quá nè đúng không? Đâu sao chị biết vậy? Nghe cái tiếng là biết, tại vì cái tiếng nó quá là khô khốc. Những người khác nếu mà người ta uống nước đầy đủ thì cái da là da của người ta sẽ mềm, thì nghe cái sẽ không có nghe cái tiếng là cạo, hoặc là nghe thì cũng nghe rất là êm. Còn đối với mình á thì nghe nó khè khè khè, nó khó chịu lắm. Cho nên là ngay sau khi mà mình trị liệu xong đi về á thì chị đã có nhắn là em ơi, em phải uống nước nhiều và uống nước thường xuyên vào. Chị rất là nghiêm túc khuyên em là cần uống nước. Đấy, đó là một cái phép nhỏ trong cái chuyện mà mình đi cạo lông. Thì cái lúc mà cạo ấy thì nó kiểu tâm trạng vẫn còn lưng lưng là trời ơi, chuẩn bị làm một cái gì đó rất là trọng đại, nhưng mà nó cũng không đau gì hết. Các kỹ thuật viên làm rất là nhẹ nhàng, từ tốn, nói chung là cạo hết tất cả phần lông tay và lông chân của mình. Nách á, thì các bạn có thể, nếu mà các bạn đi ở AC Beauty nhá, thì các bạn có thể cạo trước ở nhà, và đến đó thì người ta chỉ việc là bôi gel và sau đó đi cái tia IPL thôi. Còn nếu không á, thì các bạn có thể để đó và các nhân viên sẽ cạo cho mình luôn. Đối với tình trạng lông của mình á, thì nang lông của mình mỏng nhưng mà mọc lại dày. Sau khi cạo xong á, thì nhân viên sẽ bôi một cái lớp gel. Cái gel này giống như là cái gel mà các bạn, các chị, các mẹ mà có bầu đi khám thai á, thì người ta dùng cái gel này để mà bác sĩ đo tim rồi đo siêu âm đứa bé á. Các bạn thấy trong phim á hay có. Thì cái gel này mình mới bảo là cũng giống như vậy. Thì sau đó nhân viên sẽ bôi gel. Trước tiên là phần nách của mình sẽ bôi một cái lớp gel cực kỳ mát lạnh luôn. Sau đó sẽ có một cái máy gọi là máy IPL. Đây là một cái máy mà, đây là một cái công nghệ có thể nói là cực kỳ hiện đại trong cái việc là triệt lông. Nó bằng cách là dùng các loại tia laser hay là cái tia gì đó để mà đốt cháy cái phần nang lông ở bên trong. Đó, chỉ cần chớp một cái như vậy thôi. Mỗi vùng chớp một chút. Và nếu mà bạn nào da nhạy cảm sẽ cảm giác là hơi nhói lên và hơi nóng lên. Còn mình thì mình, tại vì mình đã đi những cái hạt co hơn như là laser carbon ấy, cho nên mình hiểu, mình biết được cái cảm giác đó và mình đã chuẩn bị tinh thần rồi. Còn những bạn nào nhạy cảm thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý nhé. Tại vì nó sẽ hơi nhói lên, chỉ là hơi kiểu thốn thốn ấy. Cái công nghệ này thì mình xem trên fanpage thì bảo là nó sẽ dùng ánh sáng cường độ cao IPL và sóng RF để mà hấp thụ cái melanin trong cái ống lông, rồi sau đó dẫn truyền năng lượng để mà tiêu diệt cái gốc của cái lông. Và sau khi mà nhân viên đi xong cái ánh sáng thì các bạn sẽ không thấy là cái lông nó triệt tiêu hoàn toàn đâu. Đối với mình cũng bất ngờ ấy, mình vẫn thấy được là cái gốc lông nó đen. Và trời ơi, 2-3 ngày sau mình còn thấy là cái lông nó lại vẫn tiếp tục mọc. Xong mình nghĩ là ủa, có phải là mình bị lừa không? Hay là kiểu phải làm đủ kiểu 10 lần, 20 lần thì nó mới hết hoàn toàn. Còn bây giờ thì lông nó vẫn mọc lên. Đấy, nó vẫn mọc lên nha, 2-3 ngày sau nó vẫn mọc lên, nó nhú lên một chút. Rồi mình thấy là kiểu cũng hơi băn khoăn. Rồi sau đó thì mình có một chuyến đi Hà Nội, mọi người cũng biết ấy, trong vòng 2 tuần đó mình quá là nhiều việc, mình cũng không để ý. Cho đến khi mà mình tới Hà Nội, sau khi mà nghỉ ngơi, tắm rửa rồi mình đưa nách mình lên, mình phát hiện ra là trời, cái nách, những cái nang lông mà được mọc lên đó thì nó bị rơi ra.
Tức là trong lúc mình tắm rửa, mình kỳ cọ, rồi mình lấy khăn mình lau á, thì những cái nang lông đó được bị rơi ra. Tức là tất cả những cái nang lông cũ nó được đẩy lên hết và rơi ra ngoài. Thì cái nách của mình á, nó sạch sẽ, nó trắng và nó không còn cái hiện tượng mà mấy các bạn mà hay nhổ, hay cả các bạn sẽ thấy là cái lỗ trên lông nó bị sưng lên á, nó sần như là cái việc nổi da gà da vịt á. Thì đây là hoàn toàn không có bị sần lên, mà nách nó cực kỳ láng mịn và nó còn trắng hơn 1-2 tông so với cái hồi trước nữa. Tức là ngoài cái việc là đẩy hết chân lông ra thì nó còn tẩy đi cái lớp tế bào chết, những cái sắc tố đen ở nách của chúng ta nữa, để nách của chúng ta gọi là mịn hơn và trắng hơn. Đó là cái điều rất là thần kỳ, và khoảng phải một tuần sau nha các bạn mới cảm nhận được cái sự thay đổi đó. Và thực sự cái phần nách là cái phần mà mình ưng nhất, mà kiểu thấy thần kỳ nhất và thấy đáng đồng tiền bát gạo nhất, mà các bạn nên thử một lần luôn ấy. Rồi tiếp đến là phần tay và chân. Tay và chân thì nó cũng giống như nhau thôi, thì cũng cần phải cạo trước rồi sau đó mới đi cái ánh sáng IPL. Nhưng mà cái phần này nó cũng sẽ mọc lên. Nó mọc lên nhưng mà nó không như phần nách là chúng ta có thể tắm rửa và đẩy nó đi bằng khăn lau hay gì hết. Mà cái này, cái phần tay và chân á, thì chúng ta cần nhiều thời gian hơn, cần những cái buổi đi sau. Và cái gói mà mình mua ở ACA Beauty Spa thì đã bao gồm là những cái lần sau mình đi không mất tiền. Tức là mình chỉ đóng một lần tiền thôi, và những lần đi sau á, thì cứ tới nhân viên của cái spa sẽ liên hệ với mình là khoảng một tuần sẽ gọi mình là đi làm lại. Nhưng mà cái tuần trước thì nhân viên gọi thì mình đã ở Hà Nội rồi, cho nên là tuần này mình mới đi tiếp lần thứ hai nè. Tức là mình phải đi liên tục khoảng 3 tuần á, thì nó sẽ triệt hoàn toàn. Và những lần sau á, thì giãn cách số lượng ra khoảng 2 tuần một lần hay là 3 tuần một lần như vậy, để mà đảm bảo là cái gốc lông nó được triệt tiêu hoàn toàn. Nói chung là đóng tiền một lần và những lần sau thì đi giống như là đi bảo hành thôi. Thì những cái lông mà mới nhú ở trên phần tay này nè, đặc biệt một cái là chúng ta có thể dùng tay và bứt nó ra một cách rất là nhẹ nhàng, không hề đau luôn. Tại vì cái gốc lông nó được lung lay và nó không còn chắc nữa. Và khi mà các bạn cạo đi á, thì đi tới spa, đi ánh sáng thêm một lần nữa, nói chung là cứ làm liên tục như vậy thì nó sẽ triệt tiêu hoàn toàn. Đấy, đó là phần tay và chân. Và tiếp đến là một cái phần đặc biệt hơn, cho nên là mình đã yêu cầu là camera đi ra ngoài cho nó thoải mái. Đó chính là vùng bikini. Thực ra thì cái này nó rất là phấn khích khi mà nói, nhưng mà nó cũng có gì đó khá là nhạy cảm, cho nên là, nhưng mà ok, mình sẽ kể cho các bạn nghe là cái chuyện làm bikini nó điên lắm mọi người. Nó thực sự nó khá là nhạy cảm, đúng là nhạy cảm thật. Thế mà nghe cái hoàn cảnh này, thì lúc mà mình làm ấy, thì nhân viên bảo là em có làm vùng bikini hay không. Thì lúc đầu thì mình không tính làm đâu, tại vì mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý hoàn toàn để mà làm vùng bikini. Rồi chị đó cũng nói là thực ra cái vùng bikini á, phương Tây người ta làm rất là nhiều, phụ nữ phương Tây. Và mình cũng có một người chị đi du học ở Úc, thì chị đó một cứ gần tới tháng chị đó sẽ cạo cái vùng bikini đi, để mà khi mà con gái tới tháng á, thì cái vùng đó nó sạch sẽ, thì nó sẽ ngăn chặn cái việc là viêm nhiễm hay là nấm này kia ấy. Đó cũng là một cái việc mà phương Tây người ta rất là thoải mái và người ta làm rất là nhiều. Tuy nhiên phụ nữ Việt Nam á, thì vẫn truyền thống và nghĩ rằng cái vùng bikini thì vẫn phải cần có một cái gì đó, thì ít hơn, ít làm hơn. Nói chung là đây là tùy quan điểm của mỗi người thôi. Các bạn sống thoáng theo phương Tây thì các bạn có thể cạo đi cho nó sạch sẽ, hoặc là truyền thống. Nhưng mà cũng phải nói một cái điều á, là tất cả mọi điều trên cơ thể của chúng ta đều là tạo hóa ban cho, và nó đều có một cái mục đích nào đó. Thì cái vùng lông ở bikini nó sẽ cũng có một cái mục đích, đó chính là làm một cái hàng rào bảo vệ em bé bên trong được tránh những cái tiếp động trực tiếp như là với quần lót này, hay là với những cái bụi bẩn môi trường bên ngoài chẳng hạn. Thì đó cũng là một cái thiên chức của em nó, cho nên là các bạn có thể lựa chọn triệt lông bằng cách là triệt lông tạo hình, tức là gom gọn lại cho nó gọn gàng, để khi các bạn mà đi tắm biển mặc bikini hay là mặc những cái đồ bó sát ấy, thì không có bị lộ ra ngoài. Nhưng mà mình có một lời khuyên cho các bạn là các bạn nếu mà đã quyết định là làm gọn gàng cái vùng bikini á, thì nên cạo sẵn ở nhà nhé. Rồi tới đó nhân viên chỉ là đi cái gel, đi cái ánh sáng cho chúng ta thôi, thì sẽ đỡ ngại ngùng hơn và nó cũng nhanh hơn nữa. Và đặc biệt cái vùng bikini là cái vùng nhạy cảm mà, đúng không? Cho nên nó cũng sẽ hơi đau và thốn hơn một chút so với những vùng khác. Và các bạn nên chuẩn bị tâm lý, cực kỳ chuẩn bị tâm lý cho cái việc này. Và lúc mà các bạn thấy đau và thốn ấy, thì nên nói nhân viên dừng lại, chị cho em thở một chút, từ từ một chút. Thì nhân viên sẽ tạm dừng lại và sau đó thì tiếp tục đi. Nói chung là cái này thì nó cũng nhanh thôi, chỉ quan trọng là cái tâm lý của mình thôi. Nhưng mà sau khi làm xong thì mình thấy là không hề hối tiếc một chút nào luôn. Đấy là lý do vì sao mà sau 2 tuần mình mới ngồi lại để mà thực hiện cái video này cho các bạn xem. Tại vì mình cần thời gian để mà xem xét là trực tiếp nó như thế nào, trải nghiệm sau 2 tuần nó như thế nào. Không, cái lông tay á, nó có nhú lên nhưng mà nó không dày và nó không có cao lên, nó chỉ nhú lên một chút xíu thôi à. Và da của mình sau khi mà triệt lông xong á, thì cũng trắng hơn,
da tay da chân trắng hơn, phần nách thì hoàn toàn là thấy rõ rồi, và nó cũng hạn chế cái việc là tiết ra mồ hôi và mùi hôi nữa. Cho nên là mình sẽ tiếp tục đi cái liệu trình của mà trị cái lông này hoàn toàn. Đối với các bạn thì mình hy vọng là những cái chia sẻ này của mình sẽ có ích dành cho mọi người. Và thật sự là mình, đối với mình á, thì mình cũng từng hy vọng là ai đó đi trước sẽ cho mình nhiều cái ý kiến và nhiều cái lời khuyên giống như là bây giờ vậy đó, để cho mình đỡ bỡ ngỡ và chuẩn bị tâm lý thật là sẵn sàng. Ok, nếu mà các bạn thấy những cái nội dung mình chia sẻ là hay và cũng có ý định triệt lông á, thì mình cũng rất là highly recommend ACA Beauty Spa vì đã hỗ trợ cho phép mình quay cái video trong cái lúc mà thực hiện. Tại vì không phải spa nào người ta cũng cho phép là quay như vậy đâu. Và các chị giám đốc thì cũng rất là thân thiện và hào hứng, muốn các bạn cũng có thể thực hiện cái trải nghiệm mà triệt lông như mình. Thì đang có cái chương trình đó, chính là nếu mà các bạn tham gia trải nghiệm triệt lông một cái vùng nào đó, nách, tay, chân chẳng hạn, thì với giá trải nghiệm chỉ 99.000 thôi. Đấy, các bạn có thể mua cái gói 99.000 này để trải nghiệm một lần này. Và sau khi tẩy các bạn thấy là ok, không có vấn đề gì quá là lớn lao, cũng easy nè và cũng gọn gàng sạch sẽ nè, thì các bạn có thể mua cái gói liệu trình với giá giảm 50%. Thời gian như thế nào thì mình sẽ hỏi lại, mình sẽ để cái mô tả ở phía dưới, các bạn có thể click vào để mà hỏi trực tiếp nhé. Và ở đây thì cũng có những cái gói như là trị mụn này hay là điều trị da mạch, các bạn cũng có thể tham khảo luôn. Và thực sự nó rất là uy tín, chuẩn y khoa. Cái này thì mình không nhớ chắc chắn, nhưng mà anh trai của chị giám đốc á, ảnh là bác sĩ da liễu, chuyên khoa da liễu, cho nên là những cái dụng cụ y tế hay là những cái điều trị, những cái liệu trình ở đó đều là được anh bác sĩ đó tư vấn và hoàn toàn là dựa trên cái tiêu chuẩn của y học, cho nên là mọi người có thể yên tâm một phần nữa. Và sắp tới thì mình cũng sẽ đi thử cái liệu trình facial ở đây xem như thế nào rồi lại chia sẻ các bạn nữa nhé. Rồi, và đó là chia sẻ của mình lần đầu làm chuyện ấy. Đấy, các bạn có đang suy nghĩ về cái việc triệt lông hay không? Và các bạn nghĩ là con gái nên triệt lông hay là để nhổ cạo wax hoặc là vùng bikini, các bạn thấy thế nào? Hãy để lại bình luận cho mình biết để chúng ta có thể cùng chia sẻ cái này với nhau. Và mình nghĩ đây sẽ là một chủ đề khá là hay ho để chúng ta có thể chia sẻ bàn luận. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye.